đó, khi mà ngày cưới thì em nói thôi để mai tặng cho hai người mẹ mỗi người một bộ áo dài. Một cái duyên cũng rất hay hả? Dạ. Em muốn chàng trai nào nghe vậy đi đường đừng có lũ chúng ta nha. Xin mời. Chào. Dạ, chào bác. À, xin mời bác giới thiệu về mình ạ. Giới thiệu dạ giới thiệu bác á. Đó là Nguyễn Thị Ngọc Liễu, 66 tuổi, từ Bến Tre. À, ở đó mình có trồng dừa, trồng dạ xíu dừa. Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ anh Nguyễn Linh ạ. À, chào Lê Lộc. À, chào quý vị khán giả. Em tên là Lưu Phan Ngọc Bích, năm nay 33 tuổi. Bích Lâm đang làm điều dưỡng ở một bệnh viện quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ chồng nàng dâu là một nửa tuổi đó, mình đây 33, mẹ 66. À, làm dâu của mẹ được 8 năm 6 tháng. Dạ 86, đúng tuổi, hôm nay là đúng ngày. Bích cũng sinh năm 86. Mấy cháu rồi? Dạ em được hai cháu, hai bé trai 5 tuổi rưỡi với 3 tuổi. Cái ngày đầu tiên mà bác thấy con dâu mình á, thì bác tưởng tượng cô gái này như thế nào, có ấn tượng điều gì hay không? Dạ lần đầu tiên là con dâu này nó đụng cô gái tay. Trời đất ơi. Nè đụng gái tay này nè. Cô đi chùa, rồi con dâu nó đi lên làm bệnh viện trên bệnh viện Quốc Ánh á. Bên kia băng qua đừng mô Phật, đừng đụng tôi nè, đụng tôi ai dạy đụng cái rầm luôn. Nhớ má nó là một bậc đừng ủi mà nó cũng ủi. Lúc đó má nói vậy em mô Phật rồi, cái nói cô ơi cũng may là cô ngừng xe lại mô Phật. Con đụng cô gãy tay, nếu mà cô chạy tới con đụng gãy chân rồi. Cô nói là thôi con cứ đi con, không có con có sao. Cái cô thấy nó thấy cô tay cô sưng thì nó mới nói không được cô ơi, con phải đưa cô vô bệnh viện. Cái bắt đầu con cô nó về, nó thằng Út nó không gặp nhỏ này nữa. Diễn ra rồi cái mẹ cha nó mới lên đặng đưa bồi thường tiền cho cô á. Cái thằng Út nó nói má đừng có lấy tiền của người ta, để con lo cho. Lúc nó nhỏ này nó cũng ấn tượng rồi, thấy là tốt. Đó là tốt rồi. Một tháng sau nó về, cái ba nó cũng bị tai nạn. Rồi thôi để con về, con chở má xuống thăm ba của cái cô đó. Thì chở xuống rồi hai bên cũng quen biết nhau. Một tháng sau nữa, má coi ngày đi hỏi vợ cho con, hỏi đâu vợ con. Nhỏ mà ủi má gãy tay á. Thì cô kể có nhiều việc sao cô kể vậy thôi chứ có gì đâu. Má mới lấy điện thoại của ổng á, má gọi cho em cố tình. Dạ kêu để cho hai đứa làm quen. À, cho hai đứa chuyện này em... À tức nằm bệnh viện mà cũng mai mối luôn á. Dạ. Đâu phải nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Dạ. Tại thấy cô này tốt quá đúng không cô? Dạ đúng rồi. Lúc đó là quá tính đi. Rồi à. Tính trong đầu rồi, cái trong đầu là nó con làm dâu cô nha. Nói vậy đó. Rồi sao mà gia đình tháng biết? Sao nữa là cha em bị một anh khác tông vô. Mà cũng mai sẽ em không dính với anh kia mà dính với anh này. Gặp đầu tiên thì anh nói gì không? Không, lúc gặp đầu tiên mình thấy anh này đẹp trai với mình khoái à. Mê cho đẹp. Xong rồi lúc đó nói thôi em lỡ tông má anh rồi thôi anh lấy em luôn đi. Xong chỉ gặp nhau đúng hai lần cà phê, bắt đầu là điện về kêu má ơi chuẩn bị cưới Bích nha. Cái má quay ngồi nhớ hoài, má nói gì ghê con. Thế là má không rồi nghĩ từ mình. Lúc tông nhau cho tới cưới nhau là bao lâu? Từ lúc gặp nhau cho tới cưới nhau là hơn một tháng. Nó nhanh vậy đó con. Nó giống như tông xe vậy mà. Giống như là nó sẹt điện vậy đó. Sau đó mình về làm dâu, có làm tốt hay không hả cô? Dạ tốt, đối xử với cô rất là tốt. Lo các thứ công việc nó đi làm, nhưng mà về nó cũng phải lo chăm sóc cho mẹ. Rất là cô dâu con rất là tốt. Cô thấy mình hợp với con dâu có điều gì? Hợp lắm, thứ cái cử chỉ đồ nó lo cho mẹ, chăm sóc như tôi mới nghĩ là tôi coi nó như con ruột của tôi vậy. Nó làm các thứ rồi nó mua gì má thấy má lên là lo cho này. Quần áo hợp không? Đầy đủ hết. Nè cái này là bộ đồ này, đồ cưới nó mua mai cho cô nè, nay bận lên nè. Kỷ niệm. Wow, kỷ niệm 8 năm mấy mà vẫn 8 năm mấy rồi vẫn còn nè con, kỷ niệm vẫn còn. Dạ. Vẫn đẹp ha. Còn mới quá. Hình như cô 8 năm chắc cô mặc chắc một vài lần thôi. Có đám tiệc mới đi cô. Dạ, hẹn chị nó mới như ngày xưa. Ngày đó khi mà ngày cưới thì em nói thôi để mai tặng cho hai người mẹ, mỗi người một bộ áo dài. Một cái duyên cũng rất hay hả? Mai mốt chàng trai nào nghe vậy đi đường đừng có lũ người ta nha. Mẹ chồng nó rất là hợp. Còn em có thấy hợp không? Trong lòng em thì em thấy mẹ ruột với má như hai người mẹ của em. Cho nên mỗi lần em có đi du lịch hay muốn mua món nào, đồ nào á, em luôn mua luôn cả hai người. Nhưng tuy nhiên về má thì má ăn chay trường, mình cũng có đi chùa, mình không ăn chay. Cái về cho nên không có biết nấu đồ chay, chưa từng nấu cho má một bữa ăn nào cả. Trời đất ơi, vậy chứ em làm gì cho má chồng em rồi? Em làm dâu má 8 năm, tuy nhiên chưa thật sự một ngày nào là làm dâu của má. Dạ, em ở Bình Dương mà em làm ở Sài Gòn. Chẳng hạn như tháng, 1-2 tháng mới về quê một lần.
mình cũng là người bận rộn, tại vì em có kinh doanh nữa đó, rất là bận rộn, nên mình về thì mình nghĩ mình cứ biếu tiền cho má để má thích cái gì là được. Em nghĩ như vậy. Chưa đủ đâu, má chưa thích điều đó đâu. Đúng rồi. Được mà có gì đâu không? Đúng. À, nghĩ má đi chùa đó, cho nên má có một niềm vui ở trong chùa. Nhưng mà chưa có một lúc nào đó mà cả gia đình cùng hai vợ chồng, hai đứa con để mời má dẫn má đi chơi gì đó. Chưa có như vậy. Bây giờ má nhà với ai nhà? Với bà ngoại. Bà ngoại nay 90 rồi. Thì hai vợ chồng nó phải lo cho cô. Phải lo cho cô với bà ngoại. Không. Cô giờ em giặt quần áo cho mẹ chồng chưa? Trời, chưa. Cô giờ em quét được cái nhà, cái cửa chưa? Hiếm. Lâu lâu mới về thôi chú. Lâu lâu mới về á. Mà về, về mà lúc mà dọn dẹp hơi rồi. Con nó đi. Nhỏ đó. Ăn thì nhiều khi đồ ăn má cũng nấu sẵn đấy. Má ăn chay trường thì lúc má cũng làm đồ mặn cũng ngon lắm. Kho thịt ngon lắm. Cái gì khi thôi để thôi má làm á. Ăn không cái khi má còn thấy hai đứa nhỏ nó quậy, thôi con lên giữ cháu đi để đây má lo. Nhưng lần em về quê với má thì em làm được những gì? Hầu như chưa làm được gì đáng kể. Chưa làm tròn trách nhiệm con dâu. Hôm nay lên đây ngồi mới dám nói. Đó là lý do tại sao em đăng ký chương trình này. Tại vì đây là một chương trình thật sự để cho mình muốn nói những gì mình ở ngoài á. Nhiều khi về nhà cầm tay chưa giờ nhắm. Má ơi con thương má. Thỉnh thoảng má cho con để làm trọn làm bước con dâu. Mới mốt về với má sai đại đi. Má giờ bích mày về quét nhà cho má đi hay hoặc là nấu cơm cho má ăn đi. Má chưa từng, má làm hết à. Quét cái nhà rồi nấu cho má bữa cơm chay. Rồi tối có thể là pha cho má bình trà hay làm cái nước gì uống cho má mát đó. Được không? Chắc chắn sau này sẽ được. Chắc chắn sau này sẽ được. Có giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng chưa? Có. Kỳ nó nhớ không? Có, nó có làm. Làm lâu chưa? Lâu lắm rồi con, nay mấy, ủa bao nhiêu lâu rồi con? Năm má tròn năm 60 tuổi. Một lần một. Một lần thôi. Một lần là năm má được 60 tuổi mà thật ra đó cũng là một sự đáng tiếc. Lúc đó là cũng nói thôi mình làm ở dưới quê 60 tuổi là làm gì đó má. Mừng thọ. Thọ. Dạ mừng thọ. Dạ dạ. Có nhớ là mừng thọ xong mừng rồi thọ cứ cũng bàn với chồng thôi về là mời cả dòng họ này mình về mừng thọ. Cái xong mà cũng có nghe một vài thông tin nói thôi đừng nên. Dạ làm không có nên, không khéo rồi rủi mất công lại cái gì đó đó. Dạ đáng tiếc nhiều người không cho làm mừng thọ. Xong má nói thôi vậy thôi để má vô chùa má làm. Thôi vậy thôi má cần để con đưa tiền cho vô chùa má làm với ông thầy với mấy cô sư. Cho nên lúc đó cũng chưa có thật sự để làm mừng thọ hay tổ chức trong sinh nhật. À, gọi là gửi tiền cho má chăm sóc coi đời sống cho má không? Có. Dạ có gửi tiền má thì khi má lên cả thấy đâu vớ đất em cũng đi mua cho má mà một cái gì đó mà phụ nữ hay gì ấy cũng mua cho má cũng lo những chi tiết đó. Khi về mình gặp thì mình mới gửi chứ không có một không phải là định kỳ. Vậy thì có những lúc mà cô ở nhà không có tiền xài thì thế nào cô? Dạ có tiền xài điện tụi nó không có gửi về thì sao? Phải gửi chứ hàng tháng về thì nó hơi ít chút rồi hơi lâu lâu về nhiều chút. Thật sự khi mà Linh là người ngoài thôi nên cảm giác một cái không gian ở trong gia đình nó thiếu thốn cái tình yêu thương á. Dạ. Nói gì nói cô, bởi vì cô sống giống như người đi tu vậy, một cư sĩ mà. Dạ. Cô quen với chùa chiền lấy những cái câu kinh đó làm cái niềm vui rồi cô không nghĩ tới. Dạ, chứ nếu như một người như mình đó, mình sẽ tưởng tượng trời ơi bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn như vậy, dựng vợ gả chồng cho tụi nó mà giờ ăn thì một mình, làm gì cũng một mình, đôi khi cảm xúc của một mình, đôi khi nhức đầu chóng mặt của một mình, rồi đôi khi có một người mẹ lớn hơn 90 tuổi đó vẫn lủi thủi một mình với một mình. Những lúc trái gió trở trời thì sao? Ai chăm sóc ai? Không lẽ bà cụ 90 tuổi chăm sóc bà cụ 66 tuổi hay sao? Nó cũng lo tội nghiệp lắm. Điện về hoài à. Tức là hả, cứ bốc điện thoại lên gọi alo bà chùa hả, kêu má chồng mà kêu bà chùa mô Phật giàu khỏe không con. Thôi bây giờ mình xem con trai của cô nói điều gì nha. Quý vị biết không, trong một ngày mình đang làm tại công ty á thì mình nhận được một cú điện thoại báo là má mình đã bị người ta đụng. Thì mình tức tốc mình về quê liền. Trong lòng mình nghĩ ai mà đụng má mình mà đến nỗi như vậy, chạy xe mà vẫn bị đụng. Khi về đến nơi thì gặp được một người phụ nữ, mà phụ nữ này cũng dữ ạ, dám đụng người ta xong rồi đưa thẳng cho bệnh viện luôn. Bà xã là nhất rồi, người ta nói nhất dạng gì trời mà. Nhưng mà có một điều là bà xã của Cường rất là ghen, tao phải nói là ghen ghê lắm. Cái châm ngôn của bà xã của Cường là chế đẹp chứ khôi chế không có hiền đâu nha.
mình cứ xác định mà mình luôn luôn là chồng ngoan là được rồi. Em làm dâu 8 năm nhưng đúng ra là em chưa một lần làm dâu với mẹ. Dạ đúng rồi. Công việc xã hội rất là tốt nên nghĩ rằng là cần một chút gì đó dành riêng cho má chồng của em, người mà em đã tông từ năm xưa. Có bao giờ cô khóc một mình không cô? Trời ơi, không. Đâu có đâu. Má đi chùa. Tự nhiên. Nhưng mà má nghĩ là má không có cái gì bận tâm ở ngoài đời hết trơn á. Đó. Đúng rồi. Dạ. Chờ con dâu nó dắt cháu về. Có lúc nào đó bác nghĩ là con mình nó sẽ về ở chung với mình. Cũng mong muốn, nhưng giờ công việc nói chung là bác đã cũng như hướng về Phật Pháp rồi. Dạ. Cũng như sau này lo cho con cháu có nơi có chỗ rồi. À, chúc cô luôn luôn có sức khỏe. Và thật sự nghe câu chuyện của má chồng em á, anh cũng rất là chạnh lòng. Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa. Hai người phụ nữ cũng lớn tuổi rồi, họ cần tình cảm lắm. Ê. Em có điều muốn nói. Nói đi, em nói đi. Má lên từ hồi tối hôm qua à, nhưng mà sáng nay thì mới quay lại nhìn hỏi má ơi, con nói này má đừng giận con nha. Thì hỏi má ơi, sau này bà chùa sẽ thấy bà chùa đeo đôi bông. Bình thường bà chùa đi thì nghĩ đi chùa không có đeo vàng đôi bông gì hết. Nó nói đi làm sáng qua mới mượn bà cố. Sáng nay còn mang đôi dép nhựa lên nữa, tại bình thường những cái đó mình không có nghĩ đến. Thấy cái lòng mình nó đau lắm. Mình nghĩ mình có thể mua một bộ váy tiền triệu gì đó, nhưng mà mình không thể mua cho má một đôi bông tai được, tại vì mình không có nghĩ tới. Dạ. À, tự nhiên hôm nay thấy tự nhiên nó ùa chứng thẫn, má đi ra ngoài, má đi chùa hay kia được, má không thích đeo vàng, mà thật ra thử nghe thấy đeo. Dạ, cho nên hôm nay con có món quà con tặng cho má. Ừ. Là mới con đeo cho má luôn. Đeo cho má đi. Cô cũng cảm động hết sức. Nói chung là xá thân vì đạo rồi đó. Cả bông cho cố đi. Cố nhà cũng buồn bởi vì ai đó lấy bông của cố. Buồn Phật. Không biết nó có đem về cho tôi. Nãy thấy đeo đôi bông mà. Cái đôi bông vàng này của bà cố. Của bà cố. Cái chốt đâu con. Dạ đích để đây. Giả như có thể mình mua được, nhưng cái tình cảm nó thiếu thốn cô à. Dạ. Nói gì nói mình cũng là phụ nữ. Dạ. Đôi khi mình cũng đẹp chút xíu, mình cũng có một chiếc bông, mình cũng có một chiếc kẹp, mình có một cái nơ. Đẹp mà. Đẹp. Đẹp lắm á. Đâu có nhìn đâu, hồi nãy nhìn ngoài nó đẹp. Dạ. Hôm nào về mua cho má cái khăn quấn cổ. Dạ khăn có. Ừ. Có đi đi du lịch. Hôm nào mua cho má đôi giày. Giày mới mua sáng luôn. Đó. Đó. Đó giờ mua mấy đôi rồi. Nhiều lắm, nhưng mà mua dép đó. Dép. Mua dép không thấy chưa. Vậy là bữa hổm nó ủa má mới nó con má đi đám cưới à. Ừ. Đám cưới mang gì? Mang dép nhựa. Thấy chưa. Bữa nào mua sáng cho má bộ đồ bơi. Mua vật. Bác ơi, hôm nay bác có đôi bông mới rồi, bác thấy sao? Con thấy đẹp. Bác khóc á. Trời ơi, thương quá.